Bạn Thu Thủy, bạn hỏi là chào bác, bé nhà em ho có đờm có cách xử lý nhanh không ạ? Có em, ho có đờm xử lý rất là nhanh, nhưng quan trọng nhá bạn Thu Thủy này, quan trọng ý, bác vẫn nói này, cái thể trạng con em nó rất quan trọng. Tức là nếu mà con em nó ho có đờm nhưng mà nó không sốt, không bỏ ăn thì trường hợp này ý, thì bạn không cần lo lắng nhiều. Còn nếu như các bạn nó sốt thì chắc chắn rồi em phải cho con đi khám, đó là bắt buộc nhá, bắt buộc phải đi khám, được chưa? Bây giờ con em nó ho có đờm, tức là các em cảm thấy trong trong họng nó có đờm, nó khục khặc, nó khó chịu, đúng không ạ? Nó khó chịu thì chúng ta xử lý sau rất là dễ thôi em ạ. Các bạn biết không, chúng ta sẽ có một trong tay mình ấy, nó có một lọ nước muối sinh lý đẳng trương, tức là 0,9%, và cái thứ hai là nước muối ưu trương. Với trẻ em thì nó khoảng 1,3, 1,9 hay là 2,3% đấy, đúng không? Tùy bạn, không sao cả. Thế thì mình sẽ làm như sau. Cách thứ nhất ý, mình có, nếu mà các bạn ở nhà có máy xông ấy, thì các bạn xông luôn cho con mình bằng cái nước muối ưu trương ấy. Các bạn đổ cái nước muối ưu trương vào trong máy xông ấy, mình xông. Thì tại sao mình xông muối ưu trương? Cái đờm dãi nha em nhá. Tại sao nó khô? Mình có thể tại sao nó khô đó. Và tại sao cái đờm dãi nó lại nhiều? Cái đờm dãi là do cái dịch nhầy ở cái đường hô hấp, đặc biệt là cái đường mũi họng này. Nó tiết ra để làm gì? Để ngăn chặn virus vi khuẩn nó xâm nhập. Đúng không? Vậy nó là cái hàng rào bảo vệ. Đầu tiên mình hiểu như vậy đã. Nó là cái hàng rào bảo vệ đấy, và khi mà nó tiết ra nhiều chứng tỏ rằng vi khuẩn virus ấy nó đang xâm nhập rất là nhiều và nó đang nhân lên rất là mạnh. Các bạn biết không, những con virus, những con vi khuẩn, cái việc mà nó nhân lên ấy nó tính bằng bằng phút đấy. Thế cho nên là gì ạ, khi mà đề kháng con em nó giảm nhá, đề kháng nó giảm thì con virus hoặc là vi khuẩn đấy nó nhân lên rất là nhanh, và khi nhân lên rất là nhanh như vậy thì cái cơ chế bảo vệ tự nhiên ấy thì nó tiết ra nhiều dịch hơn. Các bạn hiểu ý không ạ? Có hiểu vấn đề, hiểu cái này không? Tức là càng nhiều virus ấy thì cái dịch nó phải càng nhiều ra để nó rửa trôi đi, đúng không? Tại sao mà nó lại đặc? Tại vì thân nhiệt của con bạn ấy khi mà bị nhiễm virus vi khuẩn nhá thì nó có thể tăng thân nhiệt, nó không sốt nhưng nó có thể tăng thân nhiệt. Và nếu như nó sốt ấy thì cái mà cái cơ thể nó bị sốt như vậy thì nó làm bốc hơi cái nước ở trong cái đờm đấy, và khi cái đờm đấy mà nó bị mất nước ấy, thì nó trở nên quánh đặc, thì nó sẽ cười, nó đặc như vậy đấy. Và khi mà nó đặc như vậy ý, mà mình không biết cách rửa ấy thì khiến cho bé rất là khó chịu, đúng không? Lúc nào nó ngủ nó cứ đấy, nó ngủ rồi này nó cứ sòng sọc sọc đờm đấy, nó có thể có ho nữa. Thì mình xử lý là gì ạ, có thể xông bằng cái nước muối ưu trương này đấy. Khi mà bạn xông cái ưu trương nhá thì cái nước muối ưu trương ấy nó thấm vào cái đờm dãi, nó thấm vào vì nó ưu trương mà, thì nó hút nước từ trong các cái mao mạch ở trong cái đường hô hấp này, từ trong mao mạch đi ra đấy. Các em hình dung như này, anh ví dụ như đây cái bàn tay của bác đặt đây đúng không ạ, thì đờm dãi nó bám ở đây, đây đờm dãi bám ở đây đúng không đấy, thì cái bàn tay này nó là tế bào niêm mạc mũi họng đúng không ạ, thế thì cái đờm dãi nó bám ở cái niêm mạc này, còn phía sau này là mạch máu nhá, mạch máu đấy. Thế thì khi mà cái đờm dãi nó bám ở đây quá nhiều, bác đặt ví dụ như là cái điện thoại này, nó là cái đờm dãi nó bám đây, nó bám chặt như này đấy. Thế thì khi mà mình xông bằng nước muối ưu trương ấy đúng không, thì cái nước muối ưu trương nó sẽ thấm vào cái đờm dãi này, và khi thấm đây ấy, thì nó sẽ hút nước đây, nó hút nước từ trong mạch máu, cái mạch máu vì là nước mà đúng không ạ, đấy huyết tương mà, nó hút nước đi qua cái tế bào của niêm mạc đường hô hấp và nó thấm vào cái đờm quánh này, và nó làm cho cái đờm nó loãng ra. Và ngoài ra ấy, khi mà mình xông bằng nước muối ưu trương ấy thì nó sẽ khiến cho bé tạo ra cái phản xạ ho, hiểu không ạ? Khi phản xạ ho đấy thì nó mới đẩy đờm dãi ra được, đúng không? Thế cho nên là bạn nào ấy mà xông nước muối ưu trương hoặc là gì ạ, dùng các cái thuốc long đờm ấy thì nó sẽ phản xạ ho rất là nhiều. Thì thấy con ho như vậy mình lại sốt ruột, mình lại uống cái thuốc là ức chế trung tâm ho. Thế coi như hỏng hết, tức là một ông thì đang làm để nó ho nó bắn ra bên ngoài, gọi là ông đánh xuôi thì bà thổi ngược đấy, nó kiểu như vậy, đúng không ạ? Đấy, cho nên là khi mà uống thuốc long đờm ấy nó cũng ho rất là nhiều, thì uống thuốc long đờm thì nó không có tốt, em hiểu không? Thuốc long đờm uống vào ấy nó làm gì ạ? À, nó làm phá đi cái cấu trúc của đờm dãi. Thì mình xông bằng nước muối ưu trương ấy thì nó có tác dụng như vậy, tức là nó làm loãng cái đờm ra và nó ho, nó đẩy ra bên ngoài. Thì lúc ấy đừng có dại mà uống thuốc ho nhé, đừng có dại uống thuốc ho, phải để nguyên để cho nó ho ra ngoài, được không ạ? Đấy là cách thứ nhất là xông. Thế còn nhà mình mà không có bé xông thì làm như thế nào? Thì đầu tiên nhé, mình sẽ rửa bằng nước muối sinh lý, mình xịt cho nó. Thì những cái đờm dãi ở nó bám bởi bề mặt ấy, nó bị trôi bớt đi, nó trôi bớt đi đấy, nó trôi bớt đi để làm gì, để cho cái lớp đờm dãi sát ở trong cái niêm mạc mũi họng ấy, cái loại mà nó bám chắc ấy đúng không, thì nó dễ thấm cái nước muối ưu trương hơn. Tức là ban đầu mình sẽ xịt bằng nước muối đẳng trương 0,9%, sau đó mình xịt bằng nước muối ưu trương
Đó, thì mình xịt nước muối xương ấy, mình để nó khoảng dạ 1 đến 2 phút nhá, để cho nó ngấm vào vào cái đờm dãi và nó hút nước từ trong trong mạch máu đi ra ngoài và đờm dãi nó loãng ra. Loãng ra thì nó thì ra bạn mình lại xịt lại bằng nước muối nàng trường để rửa trôi cái đờm dãi nó đi. Đấy, cách đơn giản như vậy. Và bạn không cần dùng thuốc nhá. Thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến gan đến thận. Tại vì uống thuốc vào nhân hấp thu vào đường ruột này, hấp thu vào ruột rồi nó sẽ đi vào qua cái tĩnh mạch cửa gan, nó đi vào gan để gan xử lý. Các em hình dung không? Đi vào gan để gan xử lý. Thế thì uống thuốc vào ấy thì nó gan phải xử lý, phải làm việc rất là nhiều và nó có thể gây tăng men gan đúng không? Rồi gây kém gan và tăng men gan ấy tức là sao ạ? Các tế bào gan bị vỡ thì nó giải phóng ra enzyme gan rồi tăng men gan, hiểu không? Thì tế bào gan bị vỡ ra thì đương nhiên nó tái tạo lại, nhưng mà cái trong cái quá trình mà cái tế bào gan nó bị vỡ ra sao kem đâu là sao ạ? Nó làm cho cái việc ăn uống kém. Thank you.